Xin chào quý vị và các bạn. Trong cái video lần này mình sẽ chia sẻ tới quý vị và các bạn một siêu phẩm bẫy chuột làm từ vỏ chai, cực nhẹ, đơn giản nhưng rất hiệu quả. Thì đây là một cái bẫy chuột mình mới nghĩ ra, mình sẽ chia sẻ tới các bạn. Thì để làm được cái bẫy chuột này, mình cần chuẩn bị đó là một cái vỏ chai. Cái vỏ chai lớn lớn một chút để chúng ta bắt được những con chuột nó to hơn, và một sợi dây thiếp hoặc là dây nhôm cũng được, nó có độ cứng gọi là tương đối là được, khoảng 2,5 ly 3 ly được, và một đoạn cây chia, vài cái dây rốt, hai cái dây thun. Đây. Thế bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn làm. Vật liệu nó rất là đơn giản thôi. Đây, đầu tiên thì các bạn dùng cái dây thép, dây nhôm hoặc là dây nhôm, bạn quấn quanh cái cổ của cái chai này. Quay một hai vòng vậy đó, cho nó giữ lại. Đấy, như thế này, các bạn thấy như thế này. Sau đó các bạn sẽ dùng kìm, các bạn bé nó xuống. Đây là một cái bộ phận của cái bẫy, bộ phận này là bộ phận quan trọng nhất của cái bẫy. Cái này á, mình làm nó rất là, mình làm theo kiểu của mình này á, thì nó rất là nhạy, và cái khi mà nó hoạt động rất là tốt chứ nó không bị kẹt. Nếu như chúng ta mà cái ghim nó trực tiếp vào cái thân chai thì nó sẽ bị hay bị kẹt, nhưng cái mình thiết kế kiểu này á thì nó sẽ không bị kẹt nữa. Đây các bạn xem, sau đó mình sẽ bịt vuông lên thay. Tiếp theo mình sẽ bẻ nó lại một lần nữa. Đây, thì mình bẻ nó lại. Rất là đơn giản thôi các bạn. Mình bẻ, mình mà quay cho các bạn xem nên mà mình phải bẻ từ từ thôi. Để cho các bạn thấy cái mình bẻ thì các bạn làm cho nó dễ, đơn giản. Đây, sau đó mình sẽ bẻ cụp xuống. Các bạn bé thì một cái hình chữ nhật thế này. Đây. Thì tới đây á thì các bạn sẽ rùi một cái lõ đây. Đây, các bạn sẽ rùi cái lõ đây. Các bạn có cái mỏ hàn các bạn rùi cũng được, còn nếu không các bạn có thể dùng cái rùi, các bạn rùi một lõ. Đó cũng được. Ghim này xuống. Đấy, mục đích để mình bẻ nó này đây. Con chuột nó chui vào thì cái nắp nó sẽ đậy lại. À. Này thì mình sẽ rùi một cái lõ đây. Đấy. Để hồi nữa mình sẽ sọc cái cây ghim mồi ngay cái lõ này. Đây, tiếp theo mình sẽ khô rùi hai cái lõ này nữa. Thank you.
khá là mạnh đấy. Rồi, phần dưới này mình cũng cột cái dây rút thành cái vòng ra. Cái hồi mình cột dây cũng dễ. Mình sẽ gia cố thêm một cái dây rút đây cho nó giữ cứng cái thành nhôm này lại. Nó khuấy chật tới chật lui, đấy, các bạn thấy không? Nó cứng rồi đấy. Đấy, tiếp theo là chúng ta sẽ làm một cái cây mồi. Cây mồi chúng ta sẽ vuốt một cây để xổ mồi. Mồi này thì các bạn vuốt nó nhỏ đi chút, này hơi to. Đấy. Đây. Cho vào. Tiếp theo các bạn sẽ đo cái khoảng này, các bạn cắt một cái cây cài, đây là cái lấy, chúng ta sẽ làm cái lấy, chúng ta làm một cái chốt để cho nó, hay cũng có thể gọi là cái lấy của cái bẫy, thì nó sẽ có tác dụng là khi con chuột nó kéo cái cây xỏ mồi ấy, thì cái chốt này sẽ bật ra và coi như là cái nắp bẫy sẽ đóng lại và chúng ta sẽ bắt được con chuột. Đây thì chúng ta cần tạo một cái khớp để chúng ta cột dây. Đây, tiếp theo chúng ta sẽ dùng một sợi dây, dây nhỏ thôi, không cần phải to quá, sẽ cột ngay cho cái khớp này. Đây, ngay cho khớp này lại. Sau đó các bạn sẽ kéo cái nắp này lên. Các bạn xóa dây vào. Đây vào cái vòng của cái nắp này. Đấy, các bạn sẽ kéo cho nó một cái mức độ nó vuông. Đây, các bạn thấy không? Cái nắp nó vuông này là được rồi. Nó vuông này được rồi. Chúng ta sẽ cột dây ngay cho cái này lại. Ngay cho vị trí vuông này lại. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ tháo này ra, chúng ta cột dây cho nó dễ.
rất là đơn giản. Bây giờ mình sẽ lên bẫy cho bạn xem. Mình đi phần trước này lên. Đấy. Mình cài cây số 1 vào. Đấy, là đã cây bẫy đã được hoàn thành. Khi con chuột nó vào nó ăn á. Đây, cái bẫy thế này. Thì mình lên cái bẫy rồi. Thì khi con chuột nó vào nó ăn nhá. Nó sẽ chui vào nó ăn, nó sẽ cắn cái miếng mồi này. Nó sẽ kéo ra ngoài, xuống con chuột nó sẽ kéo miếng mồi ra ngoài. Thì lúc này á, cái cây số mồi nó sẽ bị kéo thì nó đầu trên này nó sẽ nghiêng về phía sau cái bẫy này. Thì cái chốt này sẽ giải phóng, nó bật ra thì cái nắp sẽ đẩy lại. Đây các bạn nhìn này. Như vậy là chúng ta sẽ bắt được con chuột. Các bạn nếu mà thấy video hay, hữu ích thì các bạn nhớ nhấn like, chia sẻ video giúp mình tới mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để nhận được các video mới nhất mình sẽ ra trong thời gian sắp tới. Cảm ơn các bạn rất nhiều.